người yêu nước ở xứ căng luôn. Khỏe không? Dạ khỏe ạ. À. Cảm ơn. Đà. Thấy chị Đà là yêu nước nồng nàn. À, yêu nước thì nên sao không dám nhận, nhưng mà đây là mình tất cả mọi người xa quê hương ấy, thì là đều là người Việt Nam ấy, thì chúng ta đều phải có cái lòng tự trọng của người Việt Nam đúng không? Cho dù chúng ta có cầm một cái passport của đất Mỹ, đất Úc hay bất cứ một cái nước nào đi thì chúng ta vẫn là người Việt Nam, chúng ta có một cái đất nước Việt Nam thì tại sao chúng ta không tự hào? Chúng ta phải bênh, cho dù nó có thối tha như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn cứ cho chúng ta là hay, là đẹp đi đã, không cần biết. Tại vì mình sống ở hải ngoại mà, mình đã không phải sống ở trong nước, cho nên mình phải có lòng tự trọng với những cái người bản xứ bên này, đúng không ạ? À, rất là cảm động, rất là cảm động thấy Lisa vừa qua bên một cái nước Úc xa xôi, là một gốc hoa, nhưng mà lúc nào cũng phải yêu cái đất nước Việt Nam, phải nói là rất là cảm động, sẵn sàng đối đầu với những cái thành phần mà chống phá đất nước Việt Nam. Phải nói là mỗi lần thấy Lisa mà live stream là mình rất là cảm động, những con người có những cái tâm hồn nghĩ đến cái quê hương đất nước Việt Nam mà mình đã từng sống ở đó, phải nói là rất là cảm động. Thì nói chung thì những cái thành phần chống phá đất nước thì Việt Nam thì tụi nó là những cái đám ô hợp thôi, ghen ăn tức ở. Chứ ở xứ hải ngoại thì Mỹ hay Úc, tụi da trắng thì nó cũng giống giống nhau thôi, tụi nó là cá mè có con lứa thôi. Thằng xứ Úc đó nó cũng là từ thằng da trắng mà ra. Đúng rồi. Nó từ da trắng nó qua đó nó chiếm cái thuộc địa đó, thì bây giờ nó cũng cai cái dân đó thôi. Thì chúng ta là những người châu Á, mình sang đó lập nghiệp thì cái gì hay thì mình chia sẻ, cái gì dở thì mình chia sẻ để đặng mình rút kinh nghiệm. Xã hội mà nó muôn màu muôn mặt, có con chó của ai thì đạt cái tôi cũng chậm. Thấy bác Thời Minh giờ là bây giờ cũng rảnh rỗi ha, cũng nhờ bác và đảng làm nữa đâu. Đúng rồi, giờ anh làm mấy chục năm rồi tại bây giờ chưa nhờ rồi. Cái tầm tuổi nhá, tầm tuổi như mình bây giờ là được làm nhiều quá rồi, bây giờ được rảnh rỗi, được nghỉ giải lao rồi. Ừ. Đúng không? Giờ mình giống như tự nghỉ hưu. Người ta nói là trồng cây ăn trái mà, bây giờ mình trồng rồi, bây giờ mình chỉ việc hái trái mình ăn thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Phải làm gì đâu. Đúng rồi. Đó. Nó chứ làm mấy chục năm trời, hồi xưa làm như không biết làm, cứ làm thì bây giờ thôi nghỉ, giờ nghỉ chứ đi vòng rồi thấy chỗ nào được thì mình mua rồi đi dành đó mình bán lại đó. Đấy là perfect, cái đó là perfect, cái đó rồi, là khôn nhất là đi đầu tư địa ốc hay là đầu tư những cái đó là perfect luôn. Anh có được nhiều vốn rồi, giờ mình cứ đi coi báo rồi ai bán rẻ người ta kẹt tiền rồi mua lại rồi bán lại. Nhưng mà cái chuyện làm ăn nó cũng do cái số phận của mình nữa anh, không chẳng nó đúng nó phải thời. Do cái sự may mắn của mình nữa, chứ không phải là mình cứ có tiền là mình làm được. Mình phải có cái sự suy nghĩ, cái đầu óc và cái chí hướng. Cái may mắn. Đúng rồi. Nhiều khi mình nghĩ được nhưng mà mình đâu có làm được đâu. Phải đó. Là phải tính nát đầu chứ đâu bây giờ. Yeah, đúng rồi. Đúng rồi. Cái làm ăn này
nó phải có cái đầu óc rồi, có phải có sự suy nghĩ rồi, phải có này cái kia, sống ở đâu cũng cần có cái đầu óc hết đấy, chứ đâu có phải là nếu mà mình dùng đầu óc ấy thì chân tay mình đỡ đi, mà mình dùng chân tay á thì cái đầu óc mình nó sẽ ngu đi. Nói chung là như thế. Nếu mà mình muốn gì thì mình muốn phát tài hay là mình muốn gì cái gì cho tương lai thì đương nhiên mình phải dùng cái đầu óc rồi. Nhưng mà về nào đầu óc ấy, nó lại còn phụ thuộc vào cái sự may mắn, cái giống như là cái gì nhỉ, phúc đức của gia đình mình nữa. Đúng không? Có Lisa còn ai ở Việt Nam không? Còn ba ba mẹ em ở Việt Nam mà, bố mẹ rồi còn hai đứa em nữa ở Việt Nam, đâu có bảo lãnh qua đây đâu. Có gì rồi, bao lâu rồi, bao năm rồi? Em sang hơn 30 năm rồi. Bởi vậy cho nên mình qua đây lâu rồi mình mới hiểu được cái bọn ở bên này nó sống cái kiểu gì. Mình nhìn thấy hết những cái gì mưu mô, những cái thủ đoạn, những cái gì của chúng nó ở bên này rồi, cho nên khi chúng nó nói ra đó mình nghe mình chịu không được, mình mới lên đây mình phản biện lại chúng nó. Thì đó, Chứ còn nói em hiểu được là cái cuộc sống của mình bây giờ mình đâu có phải cần cái gì đâu, mà mình lên đây là mình nói để cho mọi người hiểu thôi, chứ còn thực tế là đâu có được hưởng cái gì ở bên này. Ai cho mình đâu mà mình nói, mình tức thì mình nói thôi chứ. đúng Ai rồi cho em mình nói. đúng rồi tại mình thấy mình yêu cái quê hương đất nước của mình thấy tụi nó xuyên tạc, nó chống phá, nó nói tầm bậy bạ, mình không muốn những người khác, em tụi mình không muốn những người khác họ đi dập chân vào những cái sai lầm đó và mình mặc tụi nó. Wow, tưởng đâu là có mặt anh gì ở bên Úc chứ, lại bên bên này cũng chẳng có ai hết trơn á. Chẳng có bà con ai như bên này, giống như Lisa vậy, ghét mấy cái bọn mà chống cộng cực đoan, mấy cái thành phần của chế độ cũ á, tụi nó xảo trá, nó biến bọn mình ra mình ghét luôn, không có thích cái cách nó lên mạng nó lừa mình. Đúng rồi. Tại vì mình sống ở bên này mấy chục năm rồi, mình hiểu được cái luật pháp ở bên này như thế nào và cái cuộc sống ở bên này như thế nào, cho nên mình mới dám thương đầu với chúng nó. Đúng không? Chứ còn nếu mà mình không hiểu, mình cứ mù tịt như là cái bọn gà què ăn quẩn cối xay á, thì chúng nó không có hiểu cái gì cả, thì chúng nó tưởng cái bọn băng đảng cộng đồng ấy nó nói cái gì mà chúng nó nghe nghe hết, nó nghe hết, nó tự ra cái luật cho cái quốc gia của nó, quốc gia Việt Nam của nó ở Mỹ, ở Úc này này, nó làm gì có cái quốc gia Việt Nam nào nằm ở cái đất Úc này, thế nó chiếm hết rồi, đất Úc này nó chiếm hết Mỹ, nó chiếm hết tất cả các thứ rồi, nó đi đâu nó quốc gia Nam Cali rồi quốc gia cái gì người Việt, quốc gia Úc Châu, vô lý không, cái đấy là đưa được ra tòa đó nhỉ, nó chiếm nếu mà nó ra Cái tòa là nó chết, nó ra tòa mà cãi nhau là nó chết từng chữ một. qua nó ở đậu ta trong mình, nó làm trong nước nước Úc hay nước Mỹ của nội cha nó để lại. Nó bảo quốc gia Việt Nam ở Úc Châu, thế nào hóa ra là chúng nó là nó chiếm đất Úc này rồi, Bây giờ nó chiếm đất Mỹ rồi. trong thùng lắm, tụi nó quan và ứng giả mà. Nó đã dốt nhưng mà nó lại thích cho chữ, thế mới hay. Của Hải Nguyễn đó. Hải Nguyễn là ở đâu? Hải Nguyễn ở bên Mỹ à? Ở thằng cô Hải Nguyễn các bạn, thằng bao quay đó mà. Nó vừa đòi lên, nó vừa lên nên sao vừa áp nó mà không được.
Hải Đây, Nguyên chào đây, Long Lan. muốn lên này Hải À, Nguyên chào lên Long đây, Lan. lên đây cho nó vui. Bye bye, xin chào. À. Hải Nguyễn bấm vào đi. Rồi, Hải Nguyễn đâu? Hải Nguyễn đâu để mình mời nó lên. Where are you, mẹ? Hải Nguyễn à? Không thấy. Hải Nguyễn bấm vào nữa đi. Bấm đi rồi tớ mời bạn lên. Có những con người như thằng già Gia Lơi Minh nên người Việt Nam âm chui no rồi no tức cái gì là Hải Nguyễn là Ba Que phải không? Có nghĩa là ở Mỹ không được phép nói lại chúng mày à? Chúng mày là cái gì ở Mỹ? Quốc gia Việt Nam ở Mỹ à? Không ai được quyền nói chúng mày, không ai được quyền chê đất Mỹ, không ai được. Chúng mày như là một lũ chó. Nó không phải chó, chó nó còn biết chửi lại khi mà người khác cắn nó. Còn chúng mày á, chúng mày là cái lũ giống như là cái gì nhỉ? Tay sai á. Cho nên khi mà chủ nó cho nó bảo làm cái gì là phải làm cái đấy, nó đánh cho, nó đập cho, rồi nó cho ăn nhưng mà nó không đưa tử tế, nó không biết tôn trọng chúng mày, nó quăng vào mặt chúng mày cũng nhe răng cười cảm ơn chủ, cái kiểu như vậy à? Hả? Sống ở đâu cũng như là một 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 cái loại dán ở đất Úc này hoặc bất cứ Mỹ, Canada này kia các thứ. Người ta nói lên cái gì đấy là quyền của người ta. Chúng mày thường kêu là human right mà. Human right đâu? Cái gì gọi là human right? Đó. Không được phép nói cái gì, không được chê sang sang Úc rồi, sang Mỹ rồi, không được chê Mỹ, không được chê Úc. Thế tại sao chúng mày không cầm cờ, chúng mày biểu tình những cái người người ta đưa những cái clip nó nói về về những cái tệ nạn của Mỹ đó. Tại sao chúng mày không 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 nói đi hả? Hải Nguyễn bấm vào nữa đi, tao mời mày lên để nói chuyện. Em mời anh lên nói chuyện, chào tất cả các bạn, đúng không? Tại sao ở đâu người ta đâu có phải là mình vào trong cái đất nước này mình sống là mình không được quyền nói những cái gì đâu. Chúng mày hô hào người Việt Nam là đứng lên rồi cái gì hô hào là human right. Mà thực sự mấy cái thằng chúng mày có hiểu human right là cái gì không? Đó. Chính chúng mày, bản thân chúng mày cũng chưa hiểu là human right là cái gì thì lấy cái gì cớ gì ra để mà đòi khi người ta sống ở đây. Người ta không có ăn nhờ đậu ở cái quốc gia Việt Nam Nam Cali của chúng mày mà chúng mày không cho người ta nói. Hả? Nếu mà người ta sai với pháp luật chúng mày gọi police đi. Đó. Gọi 911 đấy, bảo cái thằng này này nó theo cộng sản này, xem là người ta có bắt bắt nó không. Đó. Vì những người ta bộc phá ra như là Lợi Minh bộc phá ra để cho chúng mày mở to cái mắt ra, đúng không? Sự thực có phải cái luật pháp ở bên Mỹ nó là như vậy không? Chào chủ tịch. Chào tất Xin chào, cả các bạn nhé. Hello. xin chào. Hôm nay đang bận một tí nhưng mà xin cái diễn đàn của chị để nói cho cái bọn ba quê hải ngoại thế này. Chúng mày sống ở cái đất Mỹ mà chúng mày không có nhân quyền, mà chúng mày cứ đòi ở Việt Nam nhân quyền, mấy chúng mày lấy tư cách gì đòi ở Việt Nam? Chúng mày lấy Đúng tư cách rồi. gì?
Bởi vì thằng Trung nó làm cái là lên tước cái nhân quyền nó xé rồi, chúng mày chống lại nó là bằng chết luôn nha. Còn Việt Nam chúng tao đủ nhân quyền, chúng tao với là chính giáo ốc là người Việt Nam, chúng tao có quyền nói, còn chúng mày không đủ tư cách để biểu nào. Chúng mày là cái lũ bao que cỏ lá, chúng mày chống cộng cực đoan, chúng mày đã bước bỏ nước ra đi đấy. Khi đó chúng mày bỏ nước ra đi, chúng mày biết cái đất nước Việt Nam như thế nào không? Bom đạn mìn, người chết gái điếm, rồi là trẻ con mồ côi, chúng mày để lại một đống một nhóc đó. Chúng mày nói chúng mày yêu nước đấy, cộng sản nó sang đi xin cái tiền mà độc màu da cam cho những cái đứa trẻ mà bị cái độc màu da cam đó. Chúng mày đến thì kêu Mỹ là không cho. Thế mà chúng mày nói chúng mày yêu nước, mà cái chất độc màu da cam đó đa số là người miền Nam, chứ không phải người miền Bắc. Người miền Bắc có ít thôi, người ta, những người ai đi lính thì người ta biết gì thôi. Thế chúng mày yêu nước chỗ nào? Chúng mày mà yêu nước thì chúng mày bảo thằng Mỹ nó trả cái tiền nó đi. Rồi là cái con mình ở Việt Nam đó, hiện giờ đấy người, đấy hôm qua ở Huế cái chết 5 người kìa, đi chăn trâu vấp phải mìn chết. Chúng mày có biết được người dân Việt Nam người ta đang phải gánh cái tệ nạn đó đến bao giờ mới hết không? Mà chúng mày chỉ ra rả, chúng mày nói là chúng mày yêu nước quốc nội với quốc ngoại, quốc cái đụng quần của chúng mày nhai chưa đủ. Chúng mày muốn nhai cái người cộng sản đứt đụng quần nhưng mà nhai không nhai nổi đâu. Hiểu chưa? Hơn nữa là này, chúng mày sống ở nước Mỹ đó, chúng mày chỉ cần yêu cái đồng bào của chúng mày bên Mỹ đó, đừng để cho thằng Mỹ nó bắn vào đầu. Rồi là đừng để cho nó phải ra đường, nó cắm cái vải màn lên, nó sống ở ngoài về đường đó. Đừng để cho nó phải chết đói, chết rét. Đó là chúng mày yêu nước rồi. Không cần chúng mày phải yêu ở Việt Nam. Việt Nam chúng tao thừa thức. Việt Nam chúng tao là đói. Với cái thời mà 75 trở ra đến 71, 72 đến năm 80 thôi, chúng tao đói. Đói là đói khốc khỉnh, khủng khiếp. Đói như năm 45 nữa. Nhưng mà bây giờ chúng tao ngóc đầu dậy rồi. Bởi vì cái con người cộng sản chúng tao là đánh giặc cùng anh hùng, nhịn đói cùng anh hùng. Chúng ta kiểu gì chúng ta cũng chưa hết. Ở bên bàn đàm phán đấy, những cái người mà ngoại giao ở người, những cái người mà Việt Nam người ta đi sang nước ngoài, người ta đi sinh sống đó, người ta bẻ gãy cái miệng của thằng Mỹ ở trên cái diễn đàn đó, là thằng Mỹ phải như nào, phải phục và cuốn cờ về nước. Mà chúng mày phải tụt quần đi chạy đi theo chúng nó. Cộng sản chúng tao cái gì người ta đánh giặc không giỏi, mà nó ngồi trên bàn đàm phán nó không giỏi, nó giỏi nó bẻ răng thằng Mỹ. Thằng Mỹ phải rút cờ về nước, chúng mày cứ tụt quần đi theo chúng nó. Đấy chưa? Hôm nay là chúng mày bây giờ chúng mày cứ ngoái đầu lại, phải chửi cộng sản làm ác với dân sao mà ác ấy. Chúng mày có đi nổi sang Mỹ không? Có còn sống được bên Mỹ không? Người ta hiền lành, người ta cho chúng mày cơ hội để chúng mày sang Mỹ, để chúng mày làm người, để chúng mày đời sau, chúng mày thời sau đây chúng mày có chết để đầu thai đấy, để làm con người, để đừng có đi làm con chó chung với gầm mâm của thằng Mỹ nữa. Được chưa? Chúng mày chỉ chó một đôi đũa, nên chúng mày không bao giờ chúng mày mà biết được cái nào tốt cái nào xấu rồi. Chúng mày cứ nói là chúng mày yêu nước, chúng mày đang hại người Việt Nam chúng ta ở Việt Nam, làm ra hoa màu bán không được, chăn nuôi ra thì con vật bán không được. Bởi vì như nào đó Thanh Long Bình Thuận kìa, bây giờ đang đổ ra ngoài đường, đỏ ra nước mắt rơi. Bởi vì chúng mày biểu tình mà, chúng mày tống tiền về cho cái bọn giặc ở Việt Nam đó, cái bọn mà lười làm, những cái con cavia già không phế thải không ai chơi, những cái thằng nghiện, những cái thằng cắp nó đi biểu tình với chúng mày để nó đánh phá, rồi là nó chửi bới để cho Trung Quốc đó, nó đóng cửa. Đóng cửa thì là Việt Nam, người dân chúng ta là người dân ngu cu đen này, làm ra được vật chất bán không được này. Đúng không? Nhưng mà chúng mày cứ nói là chúng mày yêu nước, yêu chỗ nào? Giờ chúng mày ở nửa một phương trời, mà chúng mày cứ đòi hỏi Việt Nam chúng ta là đòi ông Nguyễn Phú Trọng là phải thế nọ, phải thế kia, chúng mày lấy tư cách gì? Chúng ta là người Việt Nam này. Chúng ta còn chưa có đủ tư cách đòi hỏi như thế. Chúng mày là cái gì mà chúng mày đòi hỏi? Chúng ta phải thế nào phải thế kia? Chúng mày là bố chúng tao à? À, dù má chúng mày, chúng mày ở cái nước Mỹ đấy, Mỹ nó vào tận nhà nó bắn cái đứa trẻ 15 tuổi với chúng mày có dám phát cái cờ ba que ra đi bảo được tình không? À mà này, nước Mỹ đó nó trục xuất một lúc 8.700 người rút khỏi nước Mỹ đấy, xem là nó đuổi về nước nào.
người ta thường nói này, làm đĩ chín phương để phương lấy chồng nha, làm đĩ chín phương ấy để phương mà đến cái lúc mà hoạn nạn để mà còn có đường mà về quê hương mà sinh sống nha, chứ đừng có chín nước cả làm đĩ cả rồi đến cái khi là chúng mày về đâu, chúng mày mà bây giờ chúng mày chuyển sang như thế rồi mai mốt mà được trục xuất hút khỏi nước Mỹ đấy, rồi chúng mày về Việt Nam thì chúng mày đối diện chúng tao có dám đối diện không, mày chuyển chúng tao ở bên đấy chuyển chúng mày như này, bây giờ chúng tao lại thì cũng đã không có chính quyền, không có công an á, người dân nó còn sống cái phải đi đi chúng mày là cái gì thế à, còn chúng mày không phải lo cho Việt Nam chúng tao. Việt Nam chúng tao ngày xưa đói thôi chứ bây giờ ô tô xe máy mày cứ biết cái xe máy cái đứa trẻ con nó ở Việt Nam nó đi đợi tính bằng cái ô tô chúng mày đi ở bên Mỹ đó 90 triệu 100 triệu đó, SH bây giờ hàng 120 triệu, chúng mày mua, chúng mày ở bên đó chúng mày mua những cái xe mà Mỹ nó phế thải đó, rồi chúng mày cứ đi lên cái xe chúng mày hinh hoang, chúng mày nói ở tao ở bên Mỹ là có ô tô, những cái ô tô của mày đáng bao tiền, đáng mà bằng cái xe máy ở Việt Nam thôi, được chưa? Nhà tao thì ba cái SH này, ô tô cố này, tao mới mua cái ô tô tính ra tiền đóng tiền mặt một lúc nha, 700 triệu nha, 720 triệu nha, tiền mặt nha, tao mua 1 hecta đất ở trong Đồng Nai đó, hơn 1 tỷ. Đóng tiền mặt luôn. Chúng mày có tiền mặt đóng cho tao không? Đấy là tao là con người đàn bà thôi nha. Nghe chưa? Chúng mày tưởng đâu người Việt Nam chúng tao nghèo, chúng mày bằng cái quất chân người ta chưa? Tài sản của chúng mày bán đi về Việt Nam chỉ bằng những người nhà quê người ta làm ruộng thôi. Chúng mày cứ tưởng vừa quay thường với con người Việt Nam. Những người Việt Nam chúng tao đấy người ta làm. À, người ta làm, người ta phải biết, người ta là tay à, người ta làm. Ốc người ta suy nghĩ, người ta phải biết suy đoán như thế nào, cho nên người ta biết. Cho nên người ta, mà chúng mày có biết cái con người cộng sản thế nào không? Chịu khó cần cù làm ăn. Chúng mày cứ nói một lời cộng sản, con em Việt Nam bây giờ giới trẻ Việt Nam mà bây giờ là đi nô lệ làm cho người nọ. Con người sống ra và đẻ con người sinh ra lớn lên là phải làm, có mà ăn. Tay làm hàm nhai, tay quay miệng kẻ. Chúng mày không phải làm bởi vì chúng mày ở bên đó là chúng mày đi tối thì đi ngửa ra cho thằng Mỹ nó đủ, con trai thì đi ăn cắp ăn cướp, cho nên là người ta mới trục xuất một lúc 8.700 người về Việt Nam cái đồ phế thải đó, nhưng mà Việt Nam người ta đâu chấp nhận, thằng Mỹ nó đang hùng hờ về cái chỗ đó, chúng mày có thấy nhục không? Mà nó trục xuất về rồi mà ông nó còn nói một cái câu này, tôi nói cho ông nghe là cái những cái người này nó không phải là người, cho nên tôi phải trục xuất nó đi khỏi nước Mỹ. Thì người ta hỏi chứ không phải là người là nó là thuốc vậy. Chúng mày có biết nhục không? Chúng mày đi bán váy người ta mà chúng mày như cái thằng Ngô Kỳ là còn mở miệng nó nói là thằng Mỹ là thằng gái điếm. Cái thằng Mỹ là gái điếm mà chúng mày là cái tay sai đi sau nó ăn cái nhở nhau nhớ cho nó. Chúng mày là tay sai mà. Nên là nói người, chê người mà lại đi thúc vào dưới gầm mâm người mà không biết nhục. Cho nên tao mới bảo chúng mày rồi. Chúng mày chỉ hơn con chó mà đứa đứa chúng mày không biết nhục. Mà chúng mày ở bên đó mà chúng tao ở Việt Nam nhục bởi vì chúng mày mở miệng ra là chúng mày nói tiếng Việt Nam, cho nên những cái người ở ngoài xã hội ấy người ta không hiểu chứ bảo sao người Việt Nam mình mà thì chúng tôi có trả lời là cái bọn này nó học nói tiếng Việt Nam, nó là người ở tỉnh Bình Phước không phải người Việt Nam, bởi vì nó bác cái cờ ba que, nó không phải nhìn theo có đúng người Việt Nam nó kêu là bác cờ đỏ mà nó bác cờ ba que, cái ba que cỏ lá như ở Trung Quốc nó nói bọn này là bọn lính đăng khẩu, nó nói nào lính đăng khẩu là cái con chó mà lính đăng ở đường nữa, không nhà không cửa không nơi không chốn nữa, đi ăn trực chờ nhà người ta đó, lúc bọn Trung Quốc cũng nào đấy. Nên chúng mày cứ nói bảo là chúng mày muốn gây sức ép để cho Trung Quốc với Việt Nam đánh nhau này, chúng mày nhìn thấy cái ông Trung Quốc ở bên cạnh Việt Nam là ông khổng lồ mà, nhưng tôi nói cho chúng mày biết này, Trung Quốc nó hai đảng, một đảng mà nó là hiện giờ nó đang lấp lía ở dưới nó không dám móc lên, nhưng bây giờ nó móc Trung Quốc mà đánh Việt Nam là nó lật Trung Quốc ngay, nên tôi hằng Trung Quốc không bao giờ dám đánh nhau, chúng mày nghe chưa, thất bại ở chúng mày rồi, thất bại của chúng mày lớn rồi, chúng mày nhằm cho Trung Quốc Việt Nam đánh nhau để chúng mày về cướp chính quyền, nhưng mà chúng mày nhầm lớn rồi, thằng Trung Quốc nó còn thọc Việt Nam phải đái năm 79 đó nó nhìn thấy rồi, cho nên là tao nói chúng mày biết này, chúng mày cứ nói là
Việt Nam nói chung mày nói là cộng sản cướp đất của người dân, tao nói mày biết nha, tao là người nông dân này, nhà nước người ta phát cho mỗi một khẩu lao động là 2 xào ruộng nha, người ta cho cái ruộng đó tự làm tự ăn đấy, người ta có cấp cho đó để làm ăn, đến khi nhà nước cần là phải trả cho người ta, nhưng có người dân tham không trả, người ta chống lại người ta. Những việc mà mình trồng trồng hoa màu lên đó thì nhà nước người ta bồi thường gấp 3, gấp 4 lần rồi, nhưng mà cũng không muốn, cũng muốn cướp luôn cái đất của nhà nước. Đất nhà nước là của nhân dân, người đất của mình mượn thì mình bây giờ phải trả cho người ta chứ, người tham không trả. Rồi những cái người đó lại livestream lên rồi chúng mày lại hấn ở dưới cái đồng quần nó đấy, rồi chúng mày nói là cộng sản cướp đất nha, chúng mày không hiểu được cái con người cộng sản. Nhưng mà không biết được cái tư cách của cộng sản như thế nào. Cái con người đất nước cộng sản đấy, chúng ta này con, ví dụ như con cái lớn rồi muốn lấy chồng lấy vợ ở riêng là người ta viết một cái giấy lên ủy ban người ta cấp cho đất làm nhà nha, không có tiền. Cũng như bên Mỹ đâu nha, đấy là từ năm 80 trở về trước đó, còn bây giờ là nhà nước người ta mới bán, nhưng mà bây giờ người ta cũng không bán. Nói đi nhá, cứ nói cho em nhá. Rồi người ta xây nhà, người ta xây nhà để người ta bán cho dân. Người nghèo thì mua hộ nghèo, mà người giàu thì mua hộ giàu. Chứ chúng mày cứ mở ở bên đó, chúng mày chứ kéo biết được cái xã hội ở Việt Nam như thế nào. Chứ nghe ba cái thằng mà ở Việt Nam ấy, những cái thằng mà lừa đảo tiền chúng mày đấy, lừa giỏi lắm. Ví dụ như là ra đường đây, nó kiếm vài cái đứa không biết đấy, đưa cho vài cái bộ quần áo đấy rách. Rồi đứng nơi cái chùa, cái lều mà người ta làm để mà ta nuôi cá, nuôi được cái lèo để trông cá trong công ty đó. Thì nó nói là Việt Nam nghèo như này này, khổ như này này, để chúng mày gửi tiền mà cho nó ăn, nó lừa chúng mày mà. Cho nên là chúng mày ở bên đó lừa người dân để kiếm tiền ăn, rồi là những cái người những cái thằng mà lừa đảo ở Việt Nam ấy, nó lại tìm cách những hề những tình để nó lừa chúng mày để lấy tiền ăn. Cho nên là cuộc đời chúng mày của phúc, cái của chúng mày là cả đời cả kiếp đi làm nô lệ và làm con chó, chó là phải đi ăn xin, ngỡ bát ra ăn xin, đúng quần ra đi ăn xin. Chúng mày tưởng nô lệ chúng mày ở bên kia như thế nào, đâu biết cái người mà người ta có tiền có bạc ấy cho về còn có người người ta chưa về là người ta ở bên đấy, người ta ổn định công việc người ta làm ra. Chúng mày lại đi ra đường như chống cộng, chúng mày chống ai, chúng mày chống cái nơi mà chúng mày sinh ra, chúng mày chống cái nơi mà chúng mày sinh, nơi chôn rau cắt rốn của chúng mày chống phá ở cái đó, rồi chúng mày như nào, mày tưởng chúng mày chúng mày Việt Nam à, chúng mày đang gieo rắc tội ác của chúng mày, gieo rắc tội ác của chúng nó đó, cái vụ Bình Thuận đó, bây giờ thử ra tòa thử đó, chúng mày biết mỗi đứa lĩnh bao nhiêu tháng không? Chúng mày ban cho chúng nó mỗi một đứa là 50 năm tù. Đó, vụ Bình Thuận đó, mỗi đứa 50 năm tù. Chúng mày nó ra ngoài xã hội nó làm được ăn được cái gì? 50 năm tù ở ngoài xã hội nó làm được bao nhiêu tiền? Mà nó ăn của chúng mày 20 triệu bạc, để ngồi tù 50 năm tù. Chúng mày đang ban cái chết cho chúng nó. Mày chúng nó yêu nước, yêu dân, yêu cái mả mày ở chúng mày ấy. Mưa lũ nó cuốn trôi người đây, tao có thấy chúng mày yêu nước gửi về cho nó hào nào không? Không có đúng không? Toàn cộng sản ra đi làm đường cho nó, thì người dân đi này, làm nhà cho dân ở này, vớt người vớt của dưới hốc cái nước lên này, tao có thấy chúng mày đâu. Tao cũng chẳng thấy mấy cái thằng quạ đen ra, mấy cái thằng quạ đen trong nước đó cũng có thấy đứa nào ra đâu, đúng không? Cho nên chúng mày lại dính hè dính kịch người dân, người ta không tin. Đó, mưa lũ ở Việt Nam ấy, chết bao nhiêu người, chết của bao nhiêu, mà toàn có thấy bộ đội với thanh niên xung phong với lại công an cảnh sát người ta đi vớt người vớt của dưới nước lên thôi, rồi mang cơm mang gạo người ta bỏ cái tiền lương người ta ra để cho người dân đó, rồi người ta bỏ cái tiền lương người ta ra, người ta làm đường cho dân đi, làm nhà cho dân ở. Tao có thấy chúng mày đâu, tao không thấy mấy cái thằng quạ đen ra làm, mà cũng không thấy chúng mày đâu cả, không thấy đâu cả, chúng mày không chịu nào cả. Thế mà chúng mày ở bên đó chúng mày cứ nói chúng tao chửi chúng mày là không đủ tư cách nói về Việt Nam, thì chúng mày nói là đất nước của chúng mày đây cho người dân Việt nội quốc ngoại của chúng mày mồ mả tổ tiên của chúng mày ở Việt Nam, chúng mày đủ tư cách nói.
Nhưng mà đủ tư cách thôi, mà chúng mày không đủ tư cách làm, mà chúng mày chỉ có gây ác. Chúng mày đủ tư cách gì? Chúng mày không đủ tư cách mà nói với những cái người đã khuất, chứ đừng có nói với chúng tao. Chúng tao coi thường chúng mày. Bởi vì nhưng mà chúng mày là cái loại giặc. Chúng mày đối với chúng tao, chúng mày là giặc gây họa cho đất nước. Chúng mày không là cái gì của Việt Nam cả. Chúng mày đi ăn chập nằm chờ ở một cái xứ người. Chúng mày yêu đồng bạc đấy thì hãy yêu những cái người ở bên nước Mỹ chúng mày đi. Yêu là như nào? Chúng mày nhìn thấy ta đấy đi ăn xin ăn mày bị chết đói, rồi đi qua cái nhà sứ quán đó thì người ta bắt chết mấy người đó. Rồi là nằm đường nằm chợ đó, người Việt Nam đó. Người ta chỉ đi qua đường cái chỗ đại sứ quán thôi mà bị bắt chết. Cái chỗ tòa án đấy, tòa án nhân dân đó, tòa án tối cao của Mỹ đó, người ta đi ăn mày ăn xin, người ta không biết chữ, người ta đi ngang đó mà bị bắn chết đấy, đấy là đồng loại, không cần phải yêu ở dân Việt Nam, sao người giàu người nghèo người ta san sẻ cho nhau, nhà nước người ta sẽ cấp tiền cho người ta ăn, rồi là có những cái nhà hảo tâm người ta đi làm đến nơi chốn, không phải thì không phải ở bên đó không có cái bé đấy đâu. Mày ở bên nó đi làm hảo tâm thì chúng mày đi xin được tiền, chúng mày bỏ túi, chúng mày chẳng cho người ta. Có những người người ta đi ra được mà người ta làm một cái con cave đếm túi ở bên Mỹ chúng mày đó, mà nó cũng đang biết làm người để đi làm từ thiện, mua những cái ổ bánh mì cho người ta ăn. À, nó là cái một cái con xã hội vứt bỏ đấy mà nó đang biết làm người, mà chúng mày không biết làm người, chúng mày chỉ biết làm con chó. Cái người mà người ta đi ăn xin ăn mày đấy, người ta nói đó, cái ông mà bác sĩ đó, ông bảo là bao giờ mà ông chết thì ông để cái tài sản này cho những cái người mà nghèo đói lưu vong ở nước Mỹ, nhưng mà khi thì chúng mày ăn hết, chúng mày chúng ăn xe. Rồi những khi người ta ngồi người ta ăn bát phở, người ta nói là lâu lắm rồi người ta mới được ăn bát phở. Một cái bát phở ở Việt Nam có 30.000 rồi, chúng mày cứ nói là ở bên Mỹ một tháng chúng mày làm bao nhiêu tiền, tiền đô của chúng mày nó có giá trị. À, lúc mà chúng mày tao nói Việt Nam thì thấp, nhưng tao cũng chỉ chúng mày biết này, Việt Nam nước tao người ta làm tối đa 10 triệu đồng phút, nhưng mà bắt ở người ta có 15.000 thôi, chưa một cân thịt người ta có 25.000 không, như chúng mày 25.000 ở bên đô thì Việt Nam đổi ra tiền Mỹ chúng mày không mua được một cái gì, hiểu chưa? Cho nên chúng mày đừng có bì, mày bì mà chúng mày ngu. Bởi vì như là một cân thịt ở Việt Nam có 25.000, nhưng 25.000 thì Việt Nam đổi ra tiền Mỹ chúng mày mua được cái gì? Tao hỏi chúng mày thế, mà chúng mày cứ bị ngu bị dốt, chúng mày nói mà ngứa hết cả lỗ đít, mà nói mà người ta không thể chấp nhận được, mà người ta đặt cho chúng mày là một cái lũ hơn con chó một đôi đũa. Mà bây giờ tao không đặt chúng mày bằng hơn con chó nữa, mà tao phải nói chúng mày là con dòi ở dưới đống cứt, vì chúng mày không đủ làm người, mà làm con dòi thì cả đời mà đi ăn cứt, nghe chưa? Chúng cùng cực đoan cò hết. Mà cái thằng người nước ngoài đấy, cái thằng Mỹ nó ở bên cạnh đây này, nó làm cùng công ty với tao này, nó bảo là cái bọn đó là cái bọn nói như thế nào, nó nói đặt chúng mày vào cái gì mà nó phải đặt chúng mày là cái loại là người không ra người, mà bọn nó nói sai đó. Cho nên nó thằng người Mỹ mà nó đang nói chúng mày như thế đấy. Mà thằng Mỹ đấy ngày xưa nó vác súng giết người ở Việt Nam vì chúng mày đó, vì cái nó tạo lên cái chế độ ngụy quân ngụy quyền chúng mày đó, thằng Mỹ đó nó tạo chúng mày lên một cái chế độ ngụy quân ngụy quyền đó, nó chia đôi miền Nam ra hai miền Nam Bắc như thế như vậy, mà nó giết người như rạ với chúng mày đó, chúng mày gây những cái tội ác mà chúng mày lên mạng tao nói thật chúng mày này, tôi xem những cái phim mà chúng mày đánh người mà người ta đang còn sống đó, đeo cổ thắt cổ mổ bụng ngôi tim đó, tao mà tao không dám coi, không dám xem, vì như nào tao xem mà tao không cầm được nước mắt, mà tao nhìn đấy mà chúng mày nói ở trên mạng chúng mày nói yêu dân yêu nước ấy, thì tao nói cũng thật chúng mày, cái miệng của chúng mày nó xảo lắm, cái miệng của chúng mày như cái nít ngan đấy, hôm nay thuộc chỗ nọ mai thuộc chỗ kia, cái miệng của chúng mày đấy như cái nít ngan như lồn con đĩ đấy. Lồn con đĩ mà nó trước nay nó đụ thằng nọ mai nó đụ thằng kia, cho nên nó không kể được cái méo múa như thế nào, cho nên cái miệng của chúng mày y như thế,
nên là tao mới nói là chúng mày không đủ tư cách nói về Việt Nam, bởi vì Việt Nam chúng tao là người mà chúng mày là súc vật, làm sao mà đủ tư cách nói về Việt Nam đó. Chúng mày cứ mở miệng nói là cảnh sát Việt Nam đánh chân hay chúng mày nhìn cảnh sát Mỹ đó, nó không đánh đâu, mày cho lên mặt thờ ngồi nha, không có đánh đâu, nó mang được cô điện ra nó dí cho chạy nhảy tốt đấy. Rồi nó bằng cho một phát đến bằng một phát là lên bàn thờ ngồi vĩnh viễn luôn, không cần phải làm có ăn chưa. Mày cứ tưởng đâu là người dân chúng tao ngu lắm à, người dân cái người cộng sản chúng tao đấy à, nó mới đẻ ra hôm qua nó vẫn biết là cái đất nước này là đất nước cộng sản, phải làm được có ăn. Nước nào cũng thế mà, chúng mày ở phương trời nào cũng thế, lý tưởng nào cũng phải làm được có ăn. Chúng mày cứ nói là nước Mỹ nó thiên đường, thiên đường là với ông Trump, ông Obama, những người đã tỷ phú người ta biết thì được. Còn người Mỹ người ta đang còn đi ăn mán xin đấy kìa, hiện giờ con trai Mỹ nha, để cả con trai con gái toàn về Việt Nam với chồng với vợ luôn, ở luôn Việt Nam không sang bên về Mỹ nữa. Mà chúng mày biết nguyên nhân như nào không? Chúng mày biết đâu, chúng mày phải biết chứ. Chúng mày cứ mở miệng này chúng mày nói là cộng sản đi làm thuê nô lệ cho người nọ người kia, thế chúng mày không đi làm thuê, không làm đi làm nô lệ, chúng mày kiếm ăn hay chúng mày nằm ngửa đây cất lên trên trời đổ vào miệng chúng mày à? Hả? Sao ngu thế? Chúng mày nói mà chúng mày không biết đừng đừng nhục với cái nhục nhã của chúng mày á. Chúng mày cứ nói là cộng sản chúng ta phải đi sang nước ngoài đi làm đi lục cái đó mà ăn đấy, nước Mỹ nó sang Việt Nam chúng ta đang nô lệ cho Việt Nam đó, thằng Nhật nó cũng sang Việt Nam làm đó, cũng nô lệ cho Việt Nam đó. Đối chúng mày là không dám bước chân ra khỏi thế giới, bởi vì là mày là cái lũ nô lệ mà, trai thì đi ăn đánh thuê mà gái thì nô lệ tình dục kiếm ăn. Mày lấy tư cách gì nói về Việt Nam? Bởi vì tao nói chứ mày biết này, những cái con người Việt Nam đấy người ta đủ hiểu pháp luật Việt Nam, mà những cái kẻ mà đi ra phản đường mà đi biểu tình cho chúng mày đấy là cái chế độ cũ chúng mày còn không tốt lại. Bởi vì thế nào, có nhiều người chế độ của chúng mày người ta ở Việt Nam nhưng người ta không làm cái chuyện đó, người ta biết được cái luật Việt Nam, người ta biết được sống như thế nào, người ta biết được cái chế độ của chúng mày tàn độc ác độc như thế nào, người ta biết. Cho nên chúng mày cứ nghĩ đâu là lừa được người Việt Nam, lừa được nhân dân Việt Nam, chúng mày cũng lừa nó được như thế nào. Chiến tranh Việt Nam 30 năm, 40 năm, đâu có phải 3 ngày, 4 ngày. Mà khổ nhất là cái dân Việt Nam, miền Nam, dân miền Nam. Dân miền Nam nuôi con chó, con mèo. Là chúng mày muốn vào cướp cái con chó con mèo người ta, chúng mày ăn là chúng mày buộc cho người ta cái tội là nhà này có cộng sản, có Việt Cộng, rồi người ta bố khí ở chúng mày cái con chó con mèo đó. Rồi chúng mày thấy con người ta đẹp mặt đẹp lồn nữa là chúng mày với ắng cho người ta cái tội là nhà này có cộng sản, thì chúng mày lấy con gái người ta ra để chúng mày kích chân cả một cái tiểu đoàn, kích chân xong rồi chúng mày chọc từ đằng háng mà chọc ra đằng cổ đấy để mà dựng lên phơi nắng. Chúng mày ác tàn độc đến mức độ như vậy thì chúng mày về Việt Nam, chúng mày sống làm sao được với dân Việt Nam? Bây giờ chúng mày chứ mang một cái lũ hề ra đấy, lũ hề là chúng mày lũ hề như thế nào? Lũ hề mà rụng hết răng rồi, lấp lóe miệng lỗ rồi, mặc cái áo chính quy lên rồi, diễu hành diễu binh để diễn hề diễn kịch để lừa đảo kiếm ăn. Nghe cái thằng Đào Minh Quân, nghe cái ông Ly Sa Phạm cắt cu làm đàn bà, nghe mà mấy cái con bím cuối, con Trăng Lê, rồi con Thủy Dương, rồi là con Mã Tiểu Linh, những cái con đàn bà một rổ bùi ở trong lồn ấy, lồn hàng rổ bùi, những cái con bím cuối, những cái con bím phế thải ở Việt Nam, rồi là chúng mày về nhặt sang bên đó để làm vợ. Chúng ta nói để cho chúng mày biết người dân chúng ta ấy không có sợ, vì đời đời kiếp kiếp chúng ta không bao giờ sợ chúng mày. Chúng mày nói là chúng mày phục bao nhiêu năm rồi, năm 15 thì nói 14 thì nói 15, 15 nói 16, 16, 17, 18, bây giờ năm 2000 rồi chẳng thấy đứa nào về. Có thằng anh em là thằng Hoàng Cơ Minh về đó, nhưng mà có về đến Việt Nam không, mà bỏ xác ở đất nước Lào, đất nước Campuchia, bỏ xác ở bên đó. Mang những cái tội ác của chúng mày để gieo cho nhân dân Việt Nam chúng ta, để người dân chúng ta phải ấm, chúng mày biết
ở ngoài không phải Chi Nhai cái gặp ma đó, Trung Quốc đánh bộ đội đó. Việt Nam cũng cả chúng ta cũng thật thù lắm, cũng bắt cũng bị bắn chết mẹ nó đi nha. Nhưng mà cái bực tức đó à, hy sinh hai mươi mấy người còn hơn là để cả một đất nước phải hy sinh. Bởi vì như nào, bây giờ mà gây chiến tranh đấy là người dân Việt Nam phải chết chắc rồi, là súng nổ, đạn bom nổ, vừa hư tài sản vừa chết người nhiều. Cho nên người ta đành phải thề hy sinh để lại hạnh phúc cho con cháu. Cũng như ngày xưa chúng ta chiến tranh với thằng Mỹ, cái mày đó, chúng ta hy sinh nhiều, nhà tao 7 người này đi này, về có 2 người thôi. Chúng ta hy sinh rất là nặng nề, nên mới đổi được cái lại hạnh phúc ngày hôm nay. Chúng mày muốn dẫm lên cái nền hạnh phúc của chúng tao để chúng mày gây chiến tranh. Đó, chúng mày gây đó, gây cái vụ bị trận đó. Bây giờ mỗi đứa đi tù 5 năm. Đó, phải cứ mở miệng này, chúng mày nhai mà. Có những cái thằng mà, có những cái người là rất là thâm độc, à, Lý Tha Phạm ạ, là nó đánh vào quân đội, đánh vào quân đội, như là nó nhai đi nhai lại cũng gặp ma đó, mà trong khi đó là gặp ma là nhà nước người ta đã thu hồi sách, người ta đã làm văn bản công bố, không được bịa đặt, không được bóp méo, sách đã viết sai, người ta đã nhận tội, đã tịch thu, tiêu hủy. Những cái cuốn mà in ra chưa bán đi được, còn bán đi được, không tịch thu lại được. Người ta đã có công văn rồi. Nhưng mà có những kẻ là bị thù địch, nó đổ vào đầu cho là chứ đánh về quân đội. Đánh về quân đội là như nào? Nó nhằm là quân đội, cho quân đội mình mất uy tín, yếu đi, để cho thù địch nó đến. Có kẻ rất là thâm. Cho nên là những người mà chống phản động trên mạng là mình chống theo cái kiểu của mình. Không nên nghe ai xui xúc nói thế nọ nói thế kia, mình làm theo kiểu của mình, không bắt chước ai nói ai nói cái gì cả, thì thế mới có chất lượng. Còn bây giờ mà chứ nói lên mạng mà cứ bảo là không làm sai là có nhà nước, cơ quan pháp luật người ta trừng trị ông ấy. Pháp luật Việt Nam không nương thừa những cái người có tội, đúng không? Ví dụ như người ta có tội mà lần đầu nhà nước người ta chưa có kiểm điểm, đấy là những cái người có công với cách mạng. Còn những cái người kể cả người dân cũng thế, chứ không mà nói là những người có công với cách mạng đâu. Nhưng đường này ấy là nó đánh là nó đánh vào quân đội, nó đánh vào quân đội để cho quân, nói xấu quân đội để cho quân đội mình yếu đi, để cho thù địch nó tới, thế mình mới có hiệu quả. Chứ còn bây giờ, bây giờ